thôi bây giờ ra bây giờ mình qua giống như là cái người chưa vô vị trơn á, thì sư mà phải để một chút thời giờ sư giảng lại để cho những cái người mà mới mới vào. Quý vị đã đi theo sư một thời gian lâu chắc là quý vị đã nghe nhiều lần rồi mà, nhưng bây giờ mình cũng phải là kham nhẫn để cho các bạn mới tới coi thử là như thế nào. Bây giờ đó mình chưa hành thiện thì mình đặt cái câu hỏi tại sao mà mình cần phải hành thiện. Sư về bên Việt Nam với quý vị, sư đi ra ngoài, sư nhớ ra ngoài Đà Nẵng một lần ở dưới gì đây, ở chùa, ở một chùa nào đó bên trên Bảo Lộc hay là ở ở Vĩnh Long không biết. Thế là hai cái chỗ khác nhau ở tại bên Việt Nam đó. Thì người ta đặt với sư cái câu hỏi, thưa sư con là Phật tử ở cái chùa này, ví dụ như ở Đà Nẵng thì chùa Tam Bảo, ở dưới Vĩnh Long thì cái chùa gì đó, con tới con gặp các sư cô, các sư con xin giới mỗi ngày bát quan, rồi con giữ các buổi lễ, rồi con nghe pháp, rồi con nghĩa là dù có sinh hoạt gì thì con đều tham dự. Thì bây giờ sư về đây sư còn nói rằng là phải thiền tập nữa, vậy tại sao chúng ta cần phải thiền tập? Rất nhiều người nghĩ rằng là ra thiền tập giúp cái tâm của chúng ta yên xuống. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình ngồi mình tạo cái thói quen, ví dụ như có một cái chuyện gì, ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó cứ bị biết 7 giờ thì chuẩn bị sẽ vô Zoom thử cái điện thoại nó tắt nghẽn, nó không có đứng, nó không có chạy. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ hết tất cả sách vở những cái gì mà sắp xếp chúng chạy xuống cái bục mưa một cái phòng ở dưới này, phải vô trong này phải quét phải dọn đồ vậy đó. Nếu mà mình làm mà không chánh niệm mà mình sẽ bực bội khó chịu lắm. Sư thấy cái tâm của sư vậy, cái điện thoại gì đó mới mua tức thì mà sao bây giờ nó trục trặc, nó gọi không được, cái mà personal hotspot không có chịu nhảy, mà không chịu nhảy thì vô mạng không được. Thì anh chị em thấy trong những cái lúc mà khẩn cấp nhất, trong những cái lúc mà nó bị stress nhiều nhất, trong những lúc mà nó tâm của mình, nếu mà mình có chút một chút thiền tập và mình nhắc nhở để yên, mọi sự từ từ nó sẽ giải quyết, là cái chuyện gì rồi nó cũng sẽ yên thôi. Hoặc giả làm xuống được thì làm xuống được thôi, có chuyện gì mà mình lao rồi thì nó đâu phải là nó ngoài cái sự mà kêu bằng là cái khả năng của mình. Cái gì thấy khi mà mình tập thiền á, tại vì mình có một cái thói quen mình giữ cái tâm mình cho yên rồi, mà đồng thời có một cái khác nữa mà người ta không biết, đó là có sự phát sinh của trí tuệ. Trí tuệ dạy cho mình rằng là trong bất cứ trường hợp nào bạn đừng có nghĩ cái công việc phải làm là cái gì, mà quay cái tâm của bạn có yên không. Khi cái tâm của bạn mà yên rồi đó thì mọi việc nó sẽ yên. Tức là ý muốn nói rằng là đó, nhiều nhất là cái trong này này. Thế mà mình không có giữ cho cái tâm mình nó yên ổn, nó calm down xuống, nó bình tĩnh để nó thấy cái gì đúng cái sai đó, là mình làm cách hồ đồ hồ đoạn. Mình sẽ làm xong cái công việc của mình mà nó không ra cái gì hết. Mà điều đó tôi thấy rõ ràng trong cái cuộc sống. Cũng một cái câu chuyện đó bình thường đó, mình nhảy lên mình làm rùm rùm, mình hốt hoảng, mình quên đầu này, mình quên đầu kia. Đó là chưa kể là ngoài cái chuyện mà cái mạng của sư nó không nhảy rồi, mà còn thêm người ta gửi cho sư một cái thùng đồ rồi trong chùa đem đi cất đi đâu á, hay có thói quen họ tội nghiệp vậy nào thay đồ là họ đem cất cả. Bây giờ không biết ai cất nữa, mình cũng biết đâu, mà trên mạng người ta cứ hỏi sư sao sư nhận được chưa. Thế quý vị thấy, vì vậy thiền tập là chi, thiền tập là một cái cơ hội thứ nhất giúp cho tâm mình yên xuống. Anh chị em thấy trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, như cái câu hỏi của các vị Phật tử bên 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 Việt Nam, quý vị đi chùa, quý vị làm phước, quý vị mà tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị nghe pháp rồi, tâm quý vị đi ra ngoài không à? Tâm quý vị nó không ở trong này. Mà hễ mà tâm vẫn còn ở ra ngoài, nó vẫn còn ở ngoài đó, thì nó sẽ hỉ nộ ái ố sẽ lên, buồn vui giận ghét nó sẽ lên. Cái gì mình thích là mình đam mê vô đó, cái gì mình không thích là mình xô mình đẩy, mình không muốn. Vì vậy ngoài cái chức năng giúp cho tâm yên rồi, thiền tập còn có giúp tâm, giúp tâm trí tuệ. Như hồi nãy sư nói đó, trí tuệ đi mình hiểu rằng cái gì cần thiết, không cần thiết, cái cần nhất mà phải làm đó là cái tâm của mình. Nếu mà làm chưa được mình nhắc mình lần sau nhớ bỏ đi kệ nó, có sập gì đây có tận thế nữa cũng kệ chuyện của nó, để giữ cái tâm mình cho yên cái đã. Và cái điều này anh chị em biết, sư học cái điều này ngay từ lúc mà sư năm 1998 sư còn nhớ. Sư vô lần đầu tiên gặp ông thầy thiền sư U Dình, ông nói rằng là cái nguyên tắc của sự thực tập á, là làm cái sao mà giữ cái tâm mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cho yên,
dù con có chuyện, cái chuyện ở ngoài nó có như thế nào cũng nữa, xin lỗi cũng kệ cha nó, để yên nó đi, giữ cái tâm này đã. Cái tâm này mà không yên là sẽ không làm được cái gì hết trơn. Học giả làm mà làm tào lao không, làm rồi ăn năn rồi bực bội rồi khó chịu rồi remorse, cắn rứt. Tại sao mình làm như vậy? Tại vì lúc đó mình bình tĩnh mà, mình phản ứng, mình làm theo về cái quán tính của mình. Đó là cái sự quan trọng của sự thực tập. Bây giờ trong cái pháp môn mà sư hiện tại sư hướng dẫn cho quý vị, người ta thường có cái chữ là thiền quán tâm. Thì khi mà nói chuyện này đó, thì các thầy, thiền sư, thầy dạy sư nói điều đó rằng người ta nói thiền quán tâm thì nó cái tiếng nói nó hơi hồ đồ một chút. Có tâm thiệt đó, nhưng mà cái tâm này này là tâm chánh niệm. Mình quán là coi thử cái tâm mình nó có chánh niệm không này, nó có đang để ý cái gì không, hay là nó hoàn toàn nó lost 100%. Ví dụ như có một cái sự cố mình sẽ xảy ra, bây giờ mình giữ cái tâm mình coi thử tâm mình có yên không yên, tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, mình hỏi nó. Thế là trong tất cả mọi trường hợp mình phải giữ làm thế nào giữ cái tâm mình yên, vì vậy gọi là quán tâm là vậy đó. Tại vì khi mà tâm mà quán được rồi đó, thì mình quán thân được này, mình quán thọ được này, quán tâm mình nói rồi, bị cuối cùng khi mà ba cái này mà đã giỏi rồi đó, thì quán pháp niệm xứ sẽ tới. Mình hiểu lý nhân quả, mình hiểu lý do gì mà mình hành động như vậy, mình thấy nguyên cái diễn trình, cái này là quán pháp niệm xứ. Mình hiểu nhân hiểu quả, hiểu nguyên cái diễn trình, tại vì sao mà có chuyện gì xảy ra, cái chuyện gì nó đã xảy ra và mình làm như thế nào, vân 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 vân. Mình hiểu tất cả những cái này gọi là quán pháp niệm xứ. Như vậy thì nói thì quán tâm, nhưng mà phải hiểu quán tâm này là quán tâm niệm, quán tâm là tâm này là tâm chánh niệm này. Và khi mà đã biết làm được cái này rồi đó, thì cả hai cái phần kia không khó. Quán thân, ví dụ hàng quý vị niệm hơi thở, quý vị vô trong hơi thở là quán thân. Quý vị có biết được một cái cảm giác ở trong người quý vị đang quán thọ. Quý vị biết hỷ nộ ái ố, quý vị đang quán thọ, thấy không? Chỉ có cái hai cái cuối cùng khó, đó là quán tâm, quán thật, quán pháp. Nếu mà mình nắm được hai cái này rồi đó, bốn cái khác nó đi một cách rất là thoải mái nhẹ nhàng. Do đó chúng ta tập nói là quán tâm, nhưng mà chúng ta đang tập quán pháp niệm xứ. Và nếu mà chúng ta làm được quán pháp niệm xứ thì là tứ niệm xứ nằm trong đó, thân thọ tâm pháp. Bây giờ sư vừa nói là thiền quán tâm là gì. Thiền quán tâm là nhắc nhở hành giả luôn luôn canh chừng cái tâm của mình, luôn luôn để ý tới cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình trong khi mình bất cứ mình làm cái việc gì. Ví dụ khi mình thấy chấn động quá rồi, thôi đừng nói nữa. Khi mình thấy tâm của mình háo hức quá rồi, thôi đừng làm nữa. Khi mình thấy tâm tham mình nó mạnh quá, để yên đó, đừng xuống. Nhất là khi mình ăn thì chẳng hạn, trước mình ngồi trước một cái dĩa đồ ăn mà mình thấy rất là ngon, mình rất là thích rồi đó, trời ơi nó ào ào trong này, mình múc. Bây giờ đó quý vị thấy mình đi ăn ăn phở chẳng hạn, quý vị đem tập dọn ra quý vị tô phở, rồi quý vị bỏ hành, bỏ ngò, bỏ giá, bỏ đồ, bỏ ớt, bỏ đủ thứ, phải mất phút là 2 phút và 3 phút có tùy theo người đang sửa soạn cái tô của mình. Giả dụ như có một người nào đó mà khi mà mình chuẩn bị mà xong xuôi rồi đã sắm sửa ăn rồi, con người tới họ bưng cái tô mình đi chỗ khác, thì quý vị nghĩ sao? Chắc là mình giết người ta quá rồi phải không quý vị? Bởi vì sao? Vì cái tâm tham bây giờ nó quá là mạnh, và vì tâm tham nó mạnh quá nó đưa tới tâm tâm sân, người ta làm trái ý của mình. Vì vậy thiền quán tâm là gì? Thiền quán tâm mà chúng ta tập đây đó là thiền tứ niệm xứ. Và thiền tứ niệm xứ dạy chúng ta tập để phát triển được trí tuệ. Khi có được trí tuệ rồi, có được trí tuệ rồi thì tâm mình cũng yên nữa. Trí tuệ dẫn cho mình phải giữ tâm yên mà. Vì vậy cái rốt ráo của sự thực tập mình làm thế nào để được được phát triển được trí tuệ, hiểu được trí tuệ, có trí tuệ sẽ dạy cho mình cách xử lý trong cuộc sống này, dạy cho mình cách phải nói như thế nào cho đúng này, làm như thế nào cho phải này. Ngay cả khi mà ăn uống uống thuốc, là ví dụ như là sử dụng những cái gì xung quanh chúng mình, luôn luôn trí tuệ nhắc nhở mình phải vừa phải biết tiết độ rồi vân vân vân. Cái này là hoàn toàn là do trí tuệ. Như vậy thì câu thứ nhất hỏi thiền quan tâm là gì, tại sao phải thiền này, chúng ta cần có thiền để giữ tâm mình yên tĩnh, và chúng ta cần thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ. Trí tuệ giúp cho chỉ cho chúng ta cách thức phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì thường thường là mình không có trí tuệ, cho nên mình làm toàn tham sân si làm không à. Mà tham sân si làm thì là phiền não sẽ tới, mà phiền não tới sẽ đổ vỡ, sẽ tới đau khổ, sẽ tới. Vì vậy thiền quán tâm thật ra đó là thiền về tức, nói dạy về trí, thiền tứ niệm xứ, trong đó có đủ 4 cái: thân, thọ, tâm, pháp.
Và cái sự thiền tập này nếu mà duy trì mà chánh niệm liên tục, luôn luôn thấy cái tâm của mình, để ý tới nhiều cho cái tâm của mình. Nếu mà để ý không được cái tâm, để ý tới cái thân, có cái thói quen để ý thêm cái tâm nữa, thì nó sẽ phát triển trí tuệ. Và cái này nó đòi hỏi mình phải làm gần như là liên tục, chứ không phải là chỉ ngồi thiền không thôi. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền, chúng ta tập trong sinh hoạt hàng ngày, cái này rất là khó, ít ai mà làm được. Vì sao người giờ ngồi thiền rồi chúng ta đứng dậy cái chúng bỏ đi à? Vì vậy khi cái thiền đó không được đem áp dụng trong đời sống hàng ngày, vì vậy khi công chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày, làm sao mình xử lý? Khi có một cái người nào đó nói chuyện với mình mà nói những cái lời rất là kêu bằng là cay đắng với mình đó, rất là đau khổ, thì tự nhiên mình phải phản ứng à? Lúc bây giờ mình đâu có tu à? Mình đợi tới khi mà vô trong chánh điểm mình ngồi mình mới tu. Đó là lý do tại sao dặn quý vị phải tập trong sinh hoạt hàng ngày đấy. Đi đâu cũng nhớ duy trì chánh niệm trong cái khả năng của mình thôi, chứ không thể là mình làm hoài được. Là tại vì sao? Tại vì mình là người còn yếu mà. Thì tập duy trì chánh niệm, quan sát cái thân của mình, quan sát cái tâm của mình trong cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy thì mới có cái cơ may mình xử lý những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm qua suy nhớ không làm được, sẽ có nghe anh Nerit anh nói rằng là mấy người bạn của anh bị stress nhiều quá. Có phải vậy không Nerit? Bị cái công bị áp được cái công chuyện đó đấy. Dạ vâng, dạ đúng rồi sư, dạ. Quý vị thấy chỉ stress tức là cái sự áp lực của tâm đấy em, cho cái thân đâu có gì đâu. Mình làm mình quên ăn bỏ ngủ, nó câu chuyện nó tới dồn dập quá, mình phải giải quyết stress rồi em. Thì cái câu nói hồi nãy sư nói, bất cứ cái gì nó xảy ra để yên cho nó xảy ra, giữ cái tâm mình cho yên cái đã. Khi cái tâm mình mà yên rồi thì nó sẽ biết cách xử lý cái vấn đề một cách rất là rõ ràng. Thì quý vị thấy không? Nếu mà quý vị tập cái này mà quý vị giỏi, quý vị xử lý được những cái stress này. Stress là từ tâm ra thôi phải không? Mà quý vị khi mà quý vị quan tâm, quý vị thấy tâm quý vị nó chấn động quá, quý vị không làm nữa, để yên, thả. Có quý bao nhiêu cũng bỏ. Cái gì không có cái gì quý bằng cái tâm của mình. Vì vậy câu chuyện nó tới, để cho nó tới, không sao cả. Mình sẽ làm hết trong khả năng của mình mà nhắc nhở mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Mọi chuyện rồi nó cũng thể cũng vậy thôi à, không có vấn đề gì trơn à. Bây giờ khi chúng ta tập như vậy đấy, nãy giờ sư không không có một cái, nói trước là cái gì, nhưng mà sư sư giải thích ra thì quý vị thấy có sự lợi lạc của cái sự cái thiền tập. Vì vậy Đức Phật nói không có thiền không có trí tuệ, đơn giản vậy thôi. Mình tu Phật là tu nè, làm sao mà cho có trí tuệ? Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, mình không tập thiền không có trí tuệ. Nhờ có thiền tập trí tuệ mới phát triển, không thiền tập trí tuệ không phát triển, không được một chút nào hết trơn. Quý vị có thể có được một cái chút trí tuệ gọi là văn tuệ đó, bằng cách quý vị đọc sách chỗ này đọc sách chỗ kia, quý vị nghe giảng, nhưng mà mấy cái này nó ít lắm. Cũng giống như là quý vị chưa ăn cái sợi riêng rồi quý vị tới người ta tả cho quý vị cái sợi riêng thế nào, thì quý vị nghe thì quý vị thấy ngon thiệt đó, nhưng mà cái ngon nào đâu bằng cái ngon mà khi mà quý vị nếm cái đúng cái vị của nó mà quý vị thích, phải vậy không? Khi có một cái món ăn gì mà rất là ngon mà người ta nói quý vị thử ăn đi, rồi ta kể cho quý vị nó ngon ở chỗ nào mà quý vị chưa ăn, quý vị chưa được, chưa enjoy chút nào hết trơn, không biết được cái gì hết, chưa hiểu nó ngon như thế nào. Chỉ khi nào mà quý vị thật sự quý vị ăn, quý vị nếm rồi đấy, lúc đó là quý vị biết là nó ngon như thế nào. Hoặc giả đôi khi quý vị không thích nữa, người ta nói là ngon người ta ngon, thì còn quý vị ăn quý vị không thích. Còn khi mà quý vị ăn và quý vị đồng ý là rất là ngon, quý vị hiểu, tự nhiên quý vị hiểu nó ngon là như thế nào. Chỉ cần nói cái tên của cái món ăn đó ra là tự nhiên nước miếng trong miệng nó nhảy ra. Vì vậy cái lợi lạc khi mà mình thực tập rồi đó, quý vị nhờ quý vị tập, quý vị phát triển trí tuệ mà chính quý phát triển cho chính quý vị. Chứ không có ai nhảy vô để mà làm cho quý vị được nữa đâu. Là tại vì sao? Tại vì quý vị phải tu, phải tập, phải giữ cái tâm của mình luôn luôn có duy trì chánh niệm để cho trí tuệ phát sanh. Mà khi mà trí tuệ phát sanh, cái sự hiểu biết nó phát sanh rồi, thì tự nhiên quý vị hiểu, quý vị biết cái câu chuyện. Vì vậy, cái chuyện mà ông Thiền sư ông nói ít lắm cái gì ạ. Chỉ nói đơn giản thôi. Cái phần mà nhiều nhất là quý vị phải tập. Còn mà nếu mà không tập, để yên vậy, cứ lâu lâu rảnh ngồi chừng 5-3 phút, 15-20 phút rồi đi làm công làm chuyện, đi làm công này chừng đó, thì nó sẽ không bao giờ tiến bộ, chắc chắn như vậy. Ông thầy của sư ông nói rằng đó, lúc mà ông tập đó, ông cần những quên hết câu chuyện nhà. 3 năm rồi tôi sống trong lặng lẽ, còn nhớ cái câu ông nói, tôi không để ý tới những người xung quanh, tôi chỉ biết cái tâm của tôi mà thôi.
vậy mà mọi chuyện nó cũng yên ổn, là tại vì sao? Tại tôi không để ý cái tâm của tôi, nhưng mà khi mà interact với nhau đó, khi mà giao tiếp với nhau, tôi biết rất rõ tâm tôi muốn cái gì. Ví dụ như người ta nói tôi điên, suốt ngày cứ ngồi thiền, suốt ngày cứ đi thiền, suốt ngày cứ lầm thinh, không nói năng gì hết trơn, họ nói tôi điên, tôi không buồn, tại vì tôi biết tôi không điên mà. Họ nhìn bề ngoài để họ nói tôi điên. Quý vị thấy không? Người ta nói mình điên mà mình không bực. Tại vì sao? Mình biết rất rõ là mình không điên. Khi mà mình biết rõ mình rồi đó, gọi là mình confident với chính mình rồi đó, đấy là một cái benefit của sự thực tập. Khi quý vị biết, quý vị không có gian dối, người ta nói quý vị gian dối, quý vị không có cãi. Khi mà quý vị biết quý vị không nói láo, người ta vu oan rồi cũng nói rằng quý vị nói láo, quý vị không có nói, không có phân bua, không có giải bày, không nói gì, bởi vì quý vị rất là confident với quý vị. Thật giả là người ta nói quý vị đã làm cái chuyện đó là lầm lỗi, quý vị suy nghĩ cho kỹ chuyện quý vị đã làm, và khi mà quý vị làm, quý vị có chánh niệm, có trí tuệ, thì làm sao mà lầm lỗi được? Lầm lỗi là tại vì người ta muốn mình làm theo ý của người ta mà mình không làm, cho đó người ta nói mình làm lầm lỗi. Có vậy không? Đây là những gọi là những cái benefit của thiền tập. Cái mà người ta thường nhắc nhở trong thiền, trong khi mà quý vị ngồi thiền. Đó. Cái phần mà kêu bằng là kỹ thuật mà thiền tập đó, thì sư giao lại cho Eric. Eric có thể là gửi cho bạn nghe cùng băng rồi tập thử qua thử sao. Sư chỉ nói là cái cách tập một cách tổng quát, và sư chỉ nói cái benefit, tức cái lợi lạc của sự thực tập. Rồi sau đó sư để yên để cho quý vị, nếu mà quý vị cần hỏi cái gì quý vị hỏi. Bây giờ trong khi mà quý vị mới vô mà thực hiện, sư nhắc nhở quý vị này. Đây là cái chuyện quý vị làm rất là khó. Quý vị có thể nghe sư rồi, quý vị có thể làm, và quý vị không làm, cái đó là quyền quý vị, sư không có làm, sư không có xử lý được. Nhưng mà quý vị đi vô cái con đường khó khăn này. Và khi mà quý vị đi vô con đường khó khăn rồi này, thì nó đòi hỏi quý vị rất nhiều nỗ lực. Vì vậy nó có 5 cái: tính, tấn, niệm, định, tuệ trong khi thiền tập. Tín là cái gì? Đức tin. Đức tin bằng cách quý vị nghe pháp, quý vị nghe băng, quý vị gặp các thiền sư, hay là quý vị gặp người này người kia, người ta nói, quý vị có đức tin, nghĩa là quý vị nghĩ rằng ồ, cái này nói đúng này, cái này có thể là nếu mà mình làm có thể giải quyết được những cái khó khăn của mình. Đức tin. Rồi bây giờ đó, khi mà nói rồi thì người ta dụ đủ quý vị đi tu, quý vị tinh tấn, quý vị tu. Ta kêu đi thiền, mình đi thiền, ta ngồi thiền, mình ngồi thiền. Ví dụ chẳng hạn như cái nhóm mây từ đó, đó anh Derek, anh nói sau khi mà ngồi thiền xong, anh bắt tất cả mọi người phải đi rồi vậy đó. Mình chịu khó, mình ở lại, mình đi chung với tất cả mọi người. Thấy không? Tính tấn, có sự tinh tấn. Để làm gì? Duy trì chánh niệm, do đó kinh niệm mới tới. Khi mà có niệm rồi, tự nhiên có định tới. Thì niệm định có, và đầy đủ rồi, thì tự nhiên trí tuệ tới. Tính trước này, đức tin đã. Tin là cái chuyện mình làm, cái chuyện mình người ta nói đúng này, nếu làm chắc là benefit cho mình này. Rồi bây giờ mình người ta dặn cái gì, mình tu cái gì, mình ráng mình tập theo này, tấn này. Rồi trong cái tập là tập cái gì? Tập duy trì chánh niệm này, do đó niệm có mặt này. Rồi khi mà niệm có mặt, định sẽ có mặt, và niệm định có mặt mà đầy đủ rồi, trí tuệ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh rồi, nó thấy trời hay quá, làm cái này là đúng quá, thì nó quay trở lại, nó làm cho cái đức tin của vị nó tăng trưởng thêm, thành nó đi giác vào tín tấn niệm định tuệ, tuệ tín tấn niệm định tuệ, tuệ cứ vậy nó hỗ trợ cho nhau. Vì vậy một khi mà cái người mà thiền tập mà có được cái phát triển cái trí tuệ rồi, mới hiểu là những cái gì mình nói này thật ra không đúng, và mình chấp vào cái ý của mình, do đó mình khổ và mình làm người khác khổ. Đây là một sự hiểu biết này. Trong cuộc sống mình nói rất là nhiều chuyện, phải vậy không? Và mình nói đúng mà, và mình cãi cọ không, và phân bua rồi mình giải bày, rồi mình muốn người này người kia làm. Đó. Khi mình hiểu được như vậy rằng đó, cái ý của mình là đúng rồi đó. Nhưng mà đúng theo người này, chứ không phải lúc nào cũng đúng hết trơn, và đúng theo hoàn cảnh rồi nữa. Đó theo bắt đầu ta có cái sự mà kêu bằng là nhẹ nhàng ở trong này rồi, và lần tới nữa mình sẽ nói như thế nào để câu chuyện nó sẽ giải quyết được mà không có gây cái sự mà kêu bằng ồn ào náo nhiệt, không gây cái sự mà kêu bằng buồn phiền bực bội cho cái đối tượng mình nói. Để quý vị thấy trí tuệ tới này. Khi mà trí tuệ nó tới rồi thì quý vị hiểu, à trời ơi, mình hãy nhờ mình chánh niệm, mình giữ cái tâm mình yên ổn được rồi. Mình học, mình biết rằng là sư nói rằng là phải giữ tâm mình yên ổn, thì mình giữ tâm, khi mình tâm yên rồi mình sáng ra, do đó mình giải quyết cái vấn đề rõ ràng như vậy. Biết bây giờ mình hẳn ráng tiếp tục tập nữa, thì quý vị thấy không, nó quay trở lại, nó hỗ trợ cho đức tin. Vì vậy sự lợi lạc của sự thực tập đó là khi chúng ta tập thiền, chúng ta sẽ có được cái sự tâm của chúng ta sẽ được yên ổn. Nếu chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, cái mà sư đang chỉ cho quý vị,
Và quý vị duy trì chánh niệm, quý vị có trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ sẽ phát sanh để dạy cho quý vị biết cái cách cái cư xử trong cuộc sống của quý vị, biết nói sao cho có lợi lạc này, biết làm câu chuyện sao cho có ích lợi cho mình, cho ích lợi cho người này, biết là cái này là nên làm không nên làm, cái này lợi lạc hay không lợi lạc. Và mình thấy quý vị coi sư, biết quý vị sao cho sư một ngày sư ngồi lại, sư ngồi thiền ban đêm mà sư thấy trong cái ngày đó mình làm nhiều cái chuyện tào lao không à? Mình nói những cái chuyện cái bụng vô bổ không à nữa. Thì khi mà mình đã nhận ra được như vậy rồi thì lần tới mình ráng mình sửa. Mình sửa chưa được lần này, lần tới mình ráng mình sửa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì vòng sanh tử luân hồi mà nó còn đi tới đi lui nhiều ghê lắm, thì rằng mình phải cố gắng tập. Và Đức Phật Ngài nói rằng cái đạo của Ngài chỉ có một cái hương vị mà thôi, đó là hương vị giải thoát. Mà muốn giải thoát là sao? Nghĩa là cái tâm này đừng có phiền não này. Đầy dẫy cái tham sân si thì đi đâu? Nặng quá thì phải đi xuống cho làm sao đi lên được. Cái tâm này nó phải nhẹ. Như nhẹ có nghĩa là đừng có đi, đừng có phiền não. Mà muốn có phiền não thì có trí tuệ, quý vị thấy không? Nó tới nó lui, nó qua nó về, nó cuối cùng, nó cái cuối cùng thôi. Là đạo của ta chỉ có một cái vị duy nhất thôi. Đó là vị giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là sao? Nghĩa là không còn phiền não nữa. Cái tâm không còn phiền não thì cái tâm mới gọi là giải thoát. Mà tâm không còn phiền não là tâm có trí tuệ. Do đó cái sự thực tập của mình đi đến trí tuệ là đúng cái con đường Đức Phật nói. Tới đây sư muốn gần chút xíu để sư hỏi coi thì quý vị có muốn hỏi sư cái gì không? Dạ thưa anh mấy anh chị, có hỏi gì không? Có câu hỏi gì trong cái vấn đề thực tập hay là bất cứ câu hỏi gì trong vấn đề cuộc sống cũng là các vị nào mà mới tới đó, chưa có nắm vững á. Dạ. Cái chị Anna, thấy chị Anna mở cái speaker ra không biết có câu hỏi không? Con xin hỏi là ví dụ như là sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì con hiểu, nhưng mà sáu đây là chất đây là cô gì bên chùa nhỏ phải không? Dạ con là Ánh á. Còn Ánh này thôi đừng ba cái câu hỏi đó, sẽ trả lời cô không hiểu đâu. Dạ, đừng hỏi với ba cái đó, câu hỏi cái khác đi. Tục căn lực trần được sư nói, cái đó là thuộc về diệu pháp. Cái đó thuộc về cái diệu pháp sư nói, cô không hiểu đâu. Dạ. Tại con muốn cái sáu thức đó là cái gì, con biết cái thức đó là cái gì. Cái gì con biết, cô tới, cô hỏi sư Khánh Nghĩa, sư Khánh Nghĩa giỏi về diệu pháp lắm, sư cũng giỏi về diệu pháp. Dạ, tôi cảm ơn sư. Dạ, bạch sư cho con hỏi. Dạ, như thế này. Dạ, con là Thủy ở Việt Nam á sư. Con như thế này nè, cái tâm mình đó, nó dở, nó tệ quá, tại như thế này nè sư, làm như có thói quen vậy đó. Con thấy hàng ngày á, con mà khi mà con thích cái điều gì hay con gặp gỡ tiếp xúc gì á, mình không muốn vậy, mình nói để mình vô mình tập, mình khi vô ngồi á, cái nó cứ nhớ lại hoài, nó đi cái vòng lẫn quẩn, nó cứ nhớ, nó trạo hoài mà mình đi biết vô như ngồi vậy. Tức là ngồi thiền đó hả? Đi vô ngồi thiền. Dạ, khi vô ngồi thiền á. Ví dụ như ban ngày á, mình nói là tôi không có thích xem phim nữa, tôi không có, để tôi bớt bớt lại, hay là tôi không có thích nghe nhạc nữa, nhưng mà tự nhiên cái quán tính như là như cái thói quen vậy, nó lại phải mình phải bấm, mình phải làm vậy đó. Rồi khi vô ngồi thiền cái nó cứ hiện lên, nó cứ trào lên, là như cái cũng thấy bực mình lắm sư. Dạ, mà tại cô làm thì cô bực mình, cô đem cái bực mình cho ai đây? Ai quay thức, ai quay phim, cô quay phim phải không? Dạ, nó làm như nó lôi kéo mình đó. Dạ, con biết là như vậy là cái tai hại. Khi mà ngồi nó cứ trạo, nó nhớ lại. Con bây giờ bây vậy thì phải nhớ lại, phải làm cho cô khổ rồi nó đánh cô rồi nó cũng mới nhớ. Chứ bây giờ sư nói cái gì? Bây giờ này người ta kêu mình trước khi ngồi thiền đừng có quay phim. Tại quay phim thì nó sẽ trạo lại, mà trạo lại thì mình thiền không được, mình thiền không được thì mình sẽ khổ. Mình biết cái công thức vậy rồi mà, mình làm được thì làm được thôi, chứ biết sao giờ đây. Ai cầm tay mình mà dắt mình đừng có đi coi phim. Thế ông thầy Nam mình thấy, mình nói, mình hỏi là mình thấy trách nhiệm, là trách nhiệm cái người hỏi rất là nhiều. Chứ ông sư cũng giải quyết không được đâu. Bây giờ ai kêu mình coi phim? Mình coi phim mà, phải không? Mình thấy rõ, rất rõ rồi. Khi mình coi phim thì tất cả những cái gì tình tiết ở trong phim nó trào trở lại. Người này yên, người kia nghĩ yên, người nọ rồi bỏ đi, rồi đi tới, lui gì kia nọ. Dạ, nó còn suy diễn tùm lum. Bây giờ làm sao bớt bớt? Đó thì bây giờ đó, bây giờ này mình nhắc mày, bây giờ mày muốn cái gì?
Mày muốn vô ngồi thiền, ngồi thiền yên hay là mày muốn vô để ngồi nhớ lại cái chuyện tình lẫm cẩm đó? Phải cái tâm đó đi. Nếu nó muốn nhớ tình lẫm cẩm thì vô quái. Ngồi yên đừng quái. Chứ bây giờ là sư làm sao? Sư làm sao mà sư giúp cô đây? Cô biết còn hơn sư nữa mà cô biết rõ ràng là nó là hại mà. Nếu sư có quà phim đâu sư biết. Dạ. Đã vậy rồi cái môi trường xung quanh á, những người xung quanh á, họ cứ mở lên, họ đừng cứ có trách họ, đừng có trách họ, trách là trách mình nữa, tại vì mình cũng mạnh thôi, thấy không? Thì bây giờ nếu mà họ mở ra mà họ qua mình cứ một lúc có coi, rồi mình coi cái thứ là cái kết quả nó, cái hệ quả đó, không giống như bây giờ người ta nói đừng uống rượu, anh chị bị bệnh vậy đừng có uống rượu, hay là đừng có ăn cái món này ăn món kia, mà đã quá chịu không nổi, thèm ăn quá, ăn đại này, thấy không? Thì ăn đại đi rồi sẽ lạnh, thế có sao vậy? Sư nhớ có một cái câu chuyện, có một cái bác đó, là bác cái gì đây, bác ăn chay ăn đồ ghê lắm, sư nghe kể vậy thôi à. Rồi cái phút chót cái bác bị ung thư, rồi người ta nói rằng phải phải kiêng cữ đồ biển rồi nghe, thì bà trả lời mà nói rằng dạ không, con ăn chay mà con đâu có vậy, nhưng mà có một người nào đó có một ngày đem tới cho bác cái mắm con gì đó không biết, con sò con đồ gì đó rất là đặc biệt, cái sư của bác đó. Thì bác tâm lắm rồi, ăn vô cái ung thư nó quay trở lại liền. Như vậy thì cái người đó chết mà biết rất rõ, tại vì mình, lỗi tại mình, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ làm không được thì mình chấp nhận, à thôi cái này là lỗi tại mình. Thì làm sao đây? Nhưng mà cái câu hỏi làm sao cho nó bớt bớt, tưởng như là từ từ, tưởng như mình có các cái phương pháp, các cách nào á. Đó thì bây giờ cô bớt rồi đó. Cô nói vậy là cô đã bớt rồi đó. Thế. Cô mà không nói gì hết trơn là cô sắm đầu vô đó, cô kể nó kể qua chút ăn nhầm nhò gì, cô không nói là bớt rồi đó. Dạ. Cho sư cô ở gần cạnh cô mà sư mỗi lần mà cô bước vậy mà cô sắp sửa qua chứ chắc này, đừng qua nha, qua vậy vô ngồi thiền nó vậy chứ nào sư có ở gần đâu đó. Vì vậy anh chị em thấy không, tu hành là trách nhiệm của mình rất là dữ, người khác người ta chỉ cho mình cái cách thôi. Làm được hay không là do mình không à. Vì vậy đôi khi các vị tới hỏi sư nói bây giờ con khổ quá sư ơi, con muốn sư chỉ cái thiền. Sư chỉ muốn chết rồi, nói muốn khô hơi rồi, cuối cùng hỏi đi đâu rồi dạ. Bạn rủ đi chơi, con đi chơi rồi sư à. Đi lôi kéo. Thì thôi chứ bên sao giờ, thấy không, sư có ở gần đâu để mà sư chỉ. Người ta chỉ là chỉ nói cho mình cách mà thôi. Còn làm được hay không làm thì tôi từ từ à. Take time, mất thì giờ một chút, thấy không? Rồi mình phải patient với chính mình. Mình phải kham nhẫn với mình. Mình kham nhẫn với những người xung quanh à. Hành thiền mình tham nhẫn với những người xung quanh mình, tham nhẫn với mình nữa. Đầy dẫy cái thói hư tật xấu mà. Bây giờ mình ngồi mình nắm mắt mình mới thấy này. Còn trước giờ mình mở mắt ra mình đi làm theo câu chuyện ở ngoài không, mình không biết cái gì hết. Mình chạy theo phiền não tham sân si mà. Rồi có cái dạ, mình coi mình thấy khổ quá hay là gì cũng muốn rưng rưng khóc khóc cũng khổ, cái đó là mình nó khóc rồi nó nín rồi nó quay nữa. Thấy cái hoàn cảnh tội nghiệp. Đủ thứ tội, cô tội cho ai thấy, cô tội cho cô này, cô lo cô tội cho cô, người ta anh chị mất công rưng rưng khóc khóc chi trong chuyện với người ta, mà thường thường rưng rưng khóc khóc là đóng kịch mà. Dạ. Sư cũng đã từng được rưng rưng khóc khóc giống như cô rồi, sư biết bây giờ sư mở mắt ra sư không biết nó giả, mà cũng mắc gì giờ ghê lắm cho mới chơi đâu. Sư không có phim mà sư đọc sách, đọc truyện. Dạ. Họ để truyện rồi dễ, họ nói sư hay lắm. Sư vô sư quay thử sao, tình tiết hấp dẫn quá, cũng nằm đọc sách rồi cũng rưng rưng nữa. Cũng rưng rưng thôi, dạ đúng rồi sư. Nhưng mà rưng rưng biết. Rồi cũng xong rồi, thấy không? Mình nói cái chuyện giả lắm rồi. Dạ, nó này họ đóng vậy chứ lá hồ ra, cái họ cười nói, họ mình biết mình nghĩ như vậy nữa. Rồi cái tự nhiên cái thấy diễn, cái nào cũng thấy rưng rưng, trời ơi cũng khổ ghê. Thôi được rồi, thôi cô Thủy giờ hỏi đủ vậy đó, hỏi đủ rồi, thôi hỏi cái khác đi. Dạ. Cảm ơn sư. Hết câu hỏi rồi sư. Hết rồi ha. Rồi thì bây giờ đây, tại vì chúng ta đang nói về cái lợi lạc của sự thiền tập, thì đây là một cái bài pháp mà sư rất là thích đọc để mà chia sẻ với anh chị em liên quan tới một cái cô Phật tử. Đây, bài này là sư nói cái đề sơ sơ là quý vị biết. Cô nói rằng là Phật pháp là cứu con. Phật pháp cứu con, bây giờ Phật pháp cứu con như thế nào? Thì cô kể là gì đây? Có một lần đó cô ở Việt Nam á, rồi đi qua bên Miến Điện của hành thiền. Cô này là gì đây, tuổi cũng khá lớn rồi, cỡ khoảng chừng 50, 49, 50 tuổi rồi.
Bây giờ ở Việt Nam cái tuổi đó là người ta hồi hưu rồi, cô không có còn công ăn việc làm gì nữa. Con gái cô cũng lớn rồi, nó đi làm được rồi. Bây giờ nó, cô là chị đầu, đầu trong gia đình, gọi là chị hai. Và cô không cần, cô nhà cửa đồ cô có đầy đủ, nghĩa là cái chuyện mà về vấn đề kinh tế cô không có sợ nữa. Đó, thì cô quyết định là mỗi năm đó cô đi qua bên Miến Điện, cô hành thiện 3 tháng rồi đó. Thì cô nói có một lần đó con qua bên Miến Điện, còn mới qua được một tháng này, con tôi mới được một tháng này, thì bên nhà đó mấy đứa em gái của con nó kêu, nó nói rằng chị hai ơi bây giờ má đau rất là nặng, người ta nói má ung thư rồi đấy, thành ra bây giờ nên nếu mà chị hai không về thì tụi em bên này chết, không có biết đứa nào mà có thì giờ để mà lo cho má. Thì thôi bây giờ đấy, nếu chị hai mà nếu mà còn duyên còn tu thì tu, còn không nữa thì về giúp giúp má mà còn giúp cho tụi em nữa. Đấy. Năm ngoái sang đây tu tập con tính ở 3 tháng hạ nhưng chỉ được 1 tháng là phải về vì mẹ con bị ung thư phải nhập viện và các em con không có thể lo cho má con, vì vậy nó gọi con qua và nó kêu con về. Khi con về thì má con được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy có lẽ là nơi hội tụ rất nhiều đau khổ nhất của thế gian. Số lượng bệnh nhân luôn luôn lúc nào cũng quá tải. Điều kiện thuốc men thì thiếu thốn. Tâm lý của người bệnh lo buồn khổ của cả hai luôn, của người bệnh mà của thân nhân của người bệnh nữa. Người bệnh thì buồn khổ, không biết bệnh hoạn của mình, không biết rồi sao đây, không biết mổ văn rồi có được gì không, được phải tốn tiền, tốn bạc. Rồi người thân nhân của họ cũng lo lắm nữa. Tư sư trong một cái hoàn cảnh mà khổ sao, khổ đau như vậy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả. Vì con hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực mà thôi. Quý vị thấy khi mà tu tập nhiều, rồi nó hiểu thế nào nhân quả. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên hay không nên làm. Tự nhiên con chấp nhận tất cả vì con hiểu rằng những cái gì mà xảy ra trước mặt con là nhân duyên nghiệp lực. Chứ không phải là con có làm gì được. Ai cho mình cái sự hiểu biết này? Để mình áp dụng trong trường hợp này này. Có bao giờ mà mình không tu tập mà mình hiểu nhân quả mạnh mẽ như vậy không? Chắc mẹ mình đau này, đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy này. Mình nhìn những cảnh đau khổ xung quanh này. Có phải là nhân duyên nghiệp lực? Mình ở bên trường thiền Myanmar 3 tháng phải yên ổn không? Tự nhiên câu chuyện nó xảy ra là mẹ mình đau, phải kéo mình về bên này để mình đối diện với những cái thấy khổ, nghe khổ như thế này. Tất cả đều là nhân duyên nghiệp lực. Tâm con tự nhiên chấp nhận tất cả vì hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên làm và cái chi không nên làm. Tâm không quá ưu tư lo lắng cho những điều mà trước đây con ưu tư lo lắng, bây giờ con thấy không đáng. Con cần chỉ phải ưu tư lo lắng rằng không biết là bác sĩ mà mổ cho mẹ mình có giỏi không này. Rồi không biết tiền viện phí rồi mình trả có nổi không này. Rồi không biết rằng là mẹ mình sau khi mổ ra sao này. Còn phải nằm tiếp tục đây nữa hay như vậy. Đây là những cái câu hỏi nó thuộc về tương lai. Không giải quyết được. Mình không biết. Không biết trả lời mà mình hỏi ra mình làm thế mình rối rắm nữa. Vì vậy tâm con bây giờ yên tĩnh, không đặt ra những cái câu hỏi, không quá ưu tư lo lắng cho những điều mà trước đây con ưu tư lo lắng. Đó là như nãy tôi nói. Dù vậy vì tâm của con yên ổn vắng lặng, do đó ở trong bệnh viện gần 3 tháng 3 tuần. Dù vậy ở bệnh viện với mẹ con của con gần 15 ngày, con thấy bình thường khỏe khoắn. Con thấy tâm con yên ổn. Tâm con yên ổn, con ăn uống được, không sao cả. Con chỉ cố gắng con giúp cho mẹ con mà thôi. Và trong khi thì mấy đứa em của con đó, nó có 4 phần một ngày chỉ ghé qua để đem đồ ăn cho con và cho má con. Thì là khi mà nó vô thì thôi nó mặt mày, nó phờ phạt, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó phờ phạt. Và con hiểu rằng con khác với em của con là nhờ con có sự tu tập. Con hiểu pháp hành để giúp con, sự tu tập giúp con. Tu tập giúp con cái gì? Giúp con hiểu rằng là cái này nhân quả nghiệp báo này. Mẹ mình hôm nay mà bị ung thư như vậy là do nhân duyên của bà đó, bà làm cái gì đó. Nhưng mà nó còn tác động tới mấy đứa con nữa, là trong đó là con mình nữa. Đây là một cái chuỗi nhân duyên nghiệp lực nó vận hành mà. Và mình không có làm cái gì được ngoài trừ giữ cái tâm trí yên ổn và xem thử cái gì mình có thể làm được thì làm. Còn mình ngồi đó mình cứ lo rằng không biết ông bác sĩ có giỏi không, rồi không biết rồi là gì đây, mổ xong rồi nó như thế nào, tiền viện phí rồi ai trả, rồi như đó là toàn chuyện tương lai không mà. Mình đã chấp nhận đem mẹ mình vô đây rồi thì mình sẽ kiếm cách mình đi mượn chỗ này chỗ kia để mình trả, không sao cả, để coi thử là có mổ không đây này, cũng chưa biết chắc chắn có mổ không nữa. Thành ra con nói những cái gì mà ưu tư lo lắng bây giờ con nhận ra là không có đáng. Bởi vì nó không có phải là đến cái lúc phải lo lắng như thế này. Vì vậy con thèm ưu tư lo lắng nữa, con chấp nhận tất cả.
Và khi con chấp nhận tất cả, tâm con rất là yên ổn, tâm con rất là an lạc. Vì vậy con ở đó 15 ngày, con giúp đỡ cho mẹ con, tâm rất khoái mái. Con hiểu ra một điều, cái pháp hành, sự tu tập này, mấy tháng trời mà con đi nhiều chuyện, nhiều chuyến bên Biển Điện đã giúp con hiểu được điều này. Thượng sư trả lời, đây là sự áp dụng việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày, và mỗi người trong quý vị, tức là mỗi hành giả đó, phải làm cho được điều này. Quý vị thấy không, quý vị tu tập này, quý vị áp dụng cái sự tu tập quý vị trong đời sống hàng ngày, chứ quý vị có ở trong trường thiền nữa đâu. Cô này cũng qua trường thiền vài ba tháng, cô đi về năm nào cũng vậy. Thì bây giờ cô đem cái sự tu tập bên đó, cô về bên này cô thực hành. Và bây giờ khi mà câu chuyện xảy ra, cô đem cái sự tu tập của cô đã có từ mấy năm nay rồi ra áp dụng ra gì đây, xử lý để giúp cho cái tâm mình nó yên ổn. Đây là sự áp dụng việc tu tập trong đời sống hàng ngày, và mỗi hành giả nhớ phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra rằng quá lâu âu sợ hãi là chuyện không nên. Khi nghiệp lực tới hồi trả quả thì có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình sẽ lành, sẽ hết bệnh hay không hết bệnh mà nặng hơn rồi chết ra đi, cái này cũng nhân duyên tác hành mà thôi. Hãy giữ tâm yên ổn, tất cả đều vẫn là nhân duyên, có làm gì được. Bây giờ đó mẹ mình đau thì mình đi vô nhà thương mình giúp được cái gì mình giúp, chứ còn nói chuyện mà đừng có để cho mẹ mình chết thì sao mà làm được, có vậy không? Nhân duyên nghiệp lực mà. Cái tuổi thọ của bà hết thì bà đi thôi à. Rồi bây giờ đó, tại sao mà khổ? Tại vì nếu mà ví dụ như, nếu mà mình có phước, xin lỗi, bà chết, bà ngủ chắc bà chết rồi, không có làm phiền gì con cái hết rồi. Nhưng mà trong này mình cũng vướng cái kinh nghiệp của bà, mình cũng khổ nè, đi vô nhà thương phải lo, phải lắm cái chuyện này chuyện kia. Như vậy con cái cũng chia luôn cái nghiệp của bà nữa. Thì tất cả đều vận hành đến nhân duyên nghiệp lực hết. Vì vậy không có cái gì phải lo âu sợ hãi. Quý vị thấy mình ngồi đây mình nói rất là yên ổn, mà khi mà quý vị ở trong cái hoàn cảnh đó, quý vị thấy không phải là chuyện là dễ dàng. Đây là mình thấy những câu chuyện mà xảy ra hàng ngày trong cái đời sống hàng ngày, mình ở nhà thôi chưa có cái chuyện gì, mà đôi khi mình nảy toán cái lên, mình mất bình tĩnh đó, mình làm ô sùng, thì mình hiểu rằng là khi gặp một cái trường hợp như vậy, nó đòi hỏi mình một sự tu tập rất là nhiều để mình xử lý. Đó là cái sự lợi lạc của sự tu tập. Cái ông, cái cô này, cô đi về Việt Nam cô làm cái gì ông thầy thiền sư đâu có biết, ông đâu có để ý tới. Tự nhiên cô lót tóc cô chạy qua, cô trả lời, cô nói trời, năm ngoái đó tôi về, và để năm này tôi qua lại tôi trình với ông sư này, là tôi dạy cái nào, thấy không? Bổn phận của thiền sư là chỉ cho họ cái phương pháp họ tập mà thôi, và họ tập đều đặn và họ tập siêng năng, và có cái sự tinh tấn trong này, trí tuệ nó khởi sanh, trí tuệ nó khởi sanh, chứ vậy quay trở lại giúp đỡ cho họ. Và rồi họ tới họ nói cho ông thiền sư, cho ông thiền sư có biết gì à? Vì vậy anh chị em nghe, anh chị em thấy không, cái chuyện tu hành này là trách nhiệm của mình nhiều ghê lắm. Các vị thầy là chỉ mà thôi, các vị thầy không có gì đây, không có chen vô cái chuyện mà tu của quý vị tu được họ mừng, họ khuyến khích quý vị tiếp tục. Quý vị tu không được, họ khuyến khích quý vị làm tiếp, mà nói chuyện là tu cho quý vị là không làm được. Rồi bây giờ quý vị nghe một cái chuyện khác nữa, cũng từ Việt Nam nữa. Thưa sư, con có một gia đình nhỏ êm ấm. Câu chuyện này chắc là quý vị nghe nhiều lần rồi, sư đọc lại đi cho các bạn mới tới nghe. Chúng con sống rất hạnh phúc, hai vợ chồng và một đứa con trai. Cô này cô nói rằng là cô có một cái gia đình nhỏ thôi, hai vợ chồng có thêm một đứa con nữa, đứa trai nữa. Thì sống rất là hạnh phúc. Con yêu thương lo lắng cho con của con yêu thương lo lắng cho chồng của con thấy con còn lo cho họ còn hơn cho chính bản thân của con nữa. Cô này thương chồng thương con vô. Hy sinh hết, làm được cái gì thì làm, làm cho chồng cho con mình. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để chồng con được vui và con trai con được đầy đủ. Nhưng thưa sư, chồng con đã bỏ con để đi theo người khác, và con trai con chết tức tưởi trong trại giam cai nghiện vì nó bỏ trại, nó trốn đi. Đang ở yên như vậy đó, quý vị thấy không? Tình cảm yêu thương vậy, ông này tự nhiên đi xa lẻ, đi thương bà nào không biết, bỏ bà. Mà phải là mình cũng suy nghĩ của nó. Bây giờ nếu mà mình cứ ngồi suy nghĩ mình có làm cái gì lỗi không, mình lo của mình có hết bổn phận thì thấy có cái gì mà lỗi đâu. Mới mình nếu mà mình không lỗi thì tại sao mà ông làm như vậy? Để mà càng nghĩ vậy là càng nổi điên nữa. Bây giờ người ta bỏ mình rồi mà làm sao đây? Người ta bỏ mình là tại vì sao? Tại vì có một cái gì đó người ta cũng hợp. Mà bây giờ mình níu người ta sao được nữa? Nếu là nếu người ở cho ai mà nếu người đi rồi là chịu rồi, không có bỏ, không có làm gì được nữa. Thì bây giờ mình cố gắng mình làm xếp với nhau.
quay thử là mình có làm cái gì mà ông có buồn không, và mình có thể là quay thử là mình có thể mình sửa đổi được không để cho cái tình vợ chồng nó được hàn gắn, chứ khỏi là chia tay như vậy. Nhưng mà khi mà người ta đã muốn đi với người khác rồi thì mình cũng rất là khó để chơi. Thì cô này cô nói rằng là đó, ông chồng con bỏ để đi theo người khác, và con trai của con nó ghiền xì cai ma túy, rồi đưa nó vô trung trại cai nghiện. Trung trại cai nghiện ta nói nhớ đừng có bỏ ở đi về, tại vì nó cứ chạy trốn về nhà nó thăm mẹ nó. Mẹ nó đâu có muốn, mẹ nó biết ở trong đó để cho họ tập cho nó quen, để cho nó bỏ dứt rồi đi về. Đó, rồi cứ đi tới đi lui hoài vậy, rồi bên trong trung trại nó hăm, nó nói là gì đây, nếu như mà đi nữa thì nó bắt được nó. Nó nhỏ đi nữa mà về tới nơi rồi cũng đuổi nó vô bắt được, đánh nó chết luôn. Thì cô nói một lần cô chịu hai cái tang luôn, một hai cái chuyện đau khổ, một chuyện là ông chồng mình bỏ mình đi, rồi một chuyện khác nữa là con mình đi chết. Thế là cái sư con làm biếng ăn, con thao thức con ngủ không được, vì tâm con miên man suy nghĩ về những bất hạnh của cuộc sống, sức khỏe của con càng lúc càng kiệt quệ, và nhà người nhà phải đưa đi cấp cứu nằm bệnh viện gần một tháng trời mới được. Tại vì thấy không tu là vậy đó, không tu là cái tâm có suy nghĩ những cái chuyện đau khổ, tại sao như vậy, tại sao như kia, tại sao như nọ, tôi có làm cái gì đâu, sao mà tôi có khổ như vậy, tôi hết lòng với chồng tôi mà, tôi thương chồng tôi vô cùng mà, tại sao ông bỏ tôi. Mình càng suy nghĩ bao nhiêu, mình càng nghĩ mình đúng bao nhiêu là mình càng khổ bấy nhiêu. Những cái chuyện gì mà mình nghĩ là đúng á, mình nghĩ càng nghĩ nó càng mỏi mòn cái tâm này càng đau khổ này. Nhưng mà nếu người ta đâu có được đâu, mình phải hỏi ông kia ra, tại sao một cô vợ cô thương ông như vậy không bỏ. Ông nói không, tôi thương bà đâu, ông bà thương tôi chứ tôi thương có đâu có thương bà. Thế em trả lời sao đây, mình muốn sao được, mình muốn chồng mình thương mình hoài sao được. Mình nghĩ rằng mình cứ nghĩ rằng là mình thương chồng mình lo lắng chồng mình sẽ thương mình, nhưng mà họ không thương mình. Thôi chết rồi, quý vị thấy sức khỏe kiệt quệ phải đưa đi vô bệnh viện, vì cái tâm nó yếu quá, tâm nó đau khổ quá thì cái sức khỏe nó phải kiệt quệ phải đưa vô bệnh viện. Cuối cùng con được một chị bạn nhắc nhở cho con vấn đề tu tập, vẫn dắt cho con đi chùa gặp Phật pháp, và pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật pháp dạy con rất nhiều về lý nhân quả. Sau đó rồi khi mà con đi chùa con tập thiền thì con sẽ thấy là dạy đạo là Phật nói về lý nhân quả không? Lý nhân quả dạy con cái gì? Lý quay dạy con rằng người thân của họ của con sẽ tới với con do nhân duyên của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của họ mà thôi. Hoàn toàn là nhân quả. Người thân của mình sẽ tới với mình do nhân duyên của họ với mình trong quá khứ, quá khứ bây giờ tới. Nhưng mà khi vì một cái lý do nào đó, cái nghiệp lực của họ đã làm trong quá khứ nó chen vô, nó đẩy họ, làm cho họ chết, nên là họ bỏ, họ phải làm cho người chuyện tiếp. Mình xử lý không được. Vì mỗi cái người thân ở trong gia đình mà tới với mình đó là họ có cả một cái background, có một cái quá khứ nhân quả nghiệp báo của họ. Mình không có sửa được. Sở dĩ mà họ tới họ gặp mình ngày hôm nay, mà họ sống với mình như vợ, như chồng, với lại như anh, như em, như cha, với mẹ, như cha, là tại vì sao? Tại một kiếp nào đó mình đã là như vậy rồi, thì bây giờ nó quay trở lại. Nhưng mà nghiệp xấu, nghiệp tốt của người này, nghiệp thiện, nghiệp ác của mình này, nó vẫn còn nằm nguyên. Nó không có thay đổi. Mà không thay đổi thì nó sẽ gặp điều kiện, nó sẽ trả. Và nó tương tác hai bên với nhau. Vì vậy mình không đổi ai được. Do đó có cái chữ người ta nói rằng bạn là một cái người duy nhất trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này có 32 gì đó cõi. Cõi người là một cõi này, Đức Phật nói chúng sanh có tới 31 hay 32 cõi gì đó. Và trong này thì chúng sanh vô vàn quá rồi là nhiều. Nhưng mà nhớ này, bạn là một cái người chúng sanh duy nhất. Chúng sanh duy nhất nghĩa là sao? Nghĩa là bạn là hoàn toàn khác người khác, bạn không giống ai hết. Bạn không giống là tại vì sao? Tại nghiệp lực của bạn khác này. Cái thiện của bạn nó khác, cái ác của bạn nó khác người ta này. Rồi cái sự kham nhẫn của bạn nó nhiều cái ít này, cũng không giống nhau này. Rồi cái trí tuệ của bạn ít đi nhiều này, so với người khác không giống. Không có cái gì giống ai hết trơn này. Không giống giáp nào hết. Do đó thì làm sao mà gọi là mình hợp với người khác đây.
Tại là mình là chúng sanh duy nhất mà. Unique being. Unique là duy nhất. Being là chúng sanh. Một cái chúng sanh duy nhất mà thôi. Vì vậy không chúng ta không có dám nói rằng là mình như thế này, do đó người khác phải như vậy. Họ khác mình khác à. Đó, mình càng tu tập mình hiểu những cái chuyện này. Thì khi mà quý vị bạn hiểu được cái chuyện này, quý vị làm sao? Mở, dịu xuống, biết tha thứ cho người ta, biết thông cảm cho người ta. Vì người ta khác mình mà. Phải chấp nhận cái sự khác biệt giữa mình và người khác. Còn mình không, mình muốn người khác làm theo ý của mình mà thôi. Đó là đau khổ. Đó, càng tu tập nhiều thì mình hiểu rằng mỗi người mỗi ý. Và người nào cũng giữ theo ý của mình, mà cái này là gọi là cái gì? Là cái bắn á. Hành thiền mình đem những cái chuyện này ra nói, chứ còn mình không hành thiền ai nói cho mình nghe những cái chuyện này. Mình ngồi thiền rồi mới thấy này, nó tôi ta suốt ngày à. Cái gì mà không có tôi ta mà gì đây mà ai đau ai ốm mặc sắc người ta mà chồng tôi đau, vợ tôi đau, con tôi đau, tôi có chứ tôi đâu có, là mệt lắm. Đôi dép là ai đi rồi mang vô được, mà tôi bước ra ngoài mà tôi thấy đôi dép của tôi mà bắt là tôi bực rồi đó, thấy không? Tại vì đôi dép của tôi mà. Thì khi mình coi cái tâm mình ngoài, mình để ý cái tâm mình ngoài, mình thấy trời ơi trong này cái bản ngã trong này. Thì đụng tới cái bản ngã là phiền não, đau khổ. Đó thì quý vị thấy không tập thiền, không có quan sát tâm mình ngoài, không có được ai nhắc nhở trơn, thì tất cả những cái phần thông tin này mình biết. Mình không biết thì câu chuyện nó xảy ra, mình làm theo quan tính của mình làm theo thông tin của mình, đau khổ tiền nghiệp, tiếp tục đau khổ. Thương Phật Pháp dạy con về lý nhân quả. Người thân của mình tới với mình do nhân duyên của họ. Họ sẽ bỏ mình, họ ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, dù mình có muốn hay không muốn. Vì vậy thì tại sao dính mắc gì? Người thân của mình sẽ bỏ mình ra đi một ngày nào đó theo nhân duyên nghiệp lực của họ, dù của mình có muốn không muốn. Thì bây giờ mình sống đây, mình sống với nhau thôi, còn mình dính mắc quá, mình khổ rồi, thấy không? Bây giờ họ không biết khổ điều nào. Hôm nay quý vị thấy sư, ngày mai quý vị biết có còn thấy nữa không? Tại vì sư cũng phải đi theo nghiệp của sư mà. Khi một cái ác nghiệp nó chen vô, nó làm cho cái sự cái mạng sống của sư nó bị tắt, trả lời nói không được, không biết làm sao. Hôm nay còn nói cho mai hết nói rồi, thấy không? Hoặc giả là hôm nay là sư còn khỏe, sư ngồi đây sư quơ tay quơ chân, sư ngồi dòm qua dòm lại, ngày mai sư bị tai biến mạch máu não, sư lụ phù, quý vị thấy giống như đống vậy. Vì nào đi về chùa Thích Ca Thiền Viện, quý vị gặp sư muôn, bây giờ tình hình sức khỏe rất là yếu. Bữa nào như sư cũng như ông ngồi lù khù chỗ đống rồi, tôi ráng chịu thôi chứ biết sao vậy, thì tới giờ rồi mà. Vâng, Phật Pháp dạy con về lý nhân quả. Mỗi chúng sanh sẽ bỏ họ, sẽ bỏ mình và ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng. Người thân của mình tới với mình do nhân nguyên nghiệp lực của họ, họ sẽ bỏ mình, họ ra đi theo nghiệp lực của họ, của mỗi chúng sanh, dù mình có muốn hay không muốn. Pháp hành bây giờ dạy con, bây giờ pháp hành soi sáng cho con. Pháp hành soi sáng cái gì? Pháp hành soi sáng rằng sự những suy nghĩ bất thiện. Vì con suy nghĩ rất nhiều về tại sao mà con khổ như thế này, con tâm con thao thức không ngủ được vì tâm miên man suy nghĩ về những bất hạnh của cuộc sống. Bây giờ tập thiền thấy đây là những cái suy nghĩ vô ích. Những cái suy nghĩ miên man này nó chỉ làm cho mình đau cả thân mà cả tâm nữa, mà cũng chẳng lợi lạc gì, giải quyết được vấn đề. Chồng mình ông cũng đã bỏ đi theo vợ khác rồi, mà thằng con mình nó cũng đã chết, giờ sanh cỏ rồi. Tại sao mà còn nằm đây mà còn suy nghĩ về cái chuyện chồng mình, cái chuyện thằng con của mình nữa? Pháp hành soi sáng cho con, dạy cho con thấy rằng những suy nghĩ bất thiện làm cho mình đau cả thân mà đau cả tâm nữa. Thật ra chúng ta đau khổ vì cái gì? Chúng ta đau khổ không phải vì người thân của chúng ta đâu, mà chúng ta đau khổ bởi vì cái tâm của chúng ta dính mắc với họ. Và đây là một ông thầy thật sự, đây là một cái sự hiểu biết. Chúng ta không đau khổ vì người thân, không phải tôi khổ vì con tôi nữa, tôi vì chồng tôi này, tôi khổ vì vợ tôi này, mà tôi khổ vì cái gì? Tôi khổ vì cái tâm của tôi dính mắc với họ. Tôi dính mắc với họ quá, do đó tôi ngã ra không được, vì họ bỏ tôi, họ đi, tôi khổ quá chừng chừng. Cô này cũng ngộ ra một điều là mình không khổ vì người thân của mình. Nói như vậy không đúng đâu, nói như vậy không chính xác. Mà mình khổ là vì tâm dính mắc của mình. Mà muốn cái tâm này hết dính mắc thì phải tu thôi, chứ không có làm sao được. Đó, quý vị thấy những cái sự lợi lạc của sự thực tập. Và để mà nó được những cái như thế này thì quý vị thấy mình phải tu tập rất là nhiều, chứ đâu có phải là mình lơ mơ mà có được đâu. Không có cái gì mà for free.
có cái gì mà gọi là không có cái giá phải trả đâu. Mình muốn giữ một cái tâm cho yên tĩnh, trong tâm cho có trí tuệ để mình nhận biết cái gì đang làm không nên làm, cái gì nên làm không nên làm, cái gì thích hợp không thích hợp. Trời ơi, đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là nhiều. Vì vậy anh chị em hỏi thì sư trả lời vậy, nhưng mà cái con đường đi rất là dài quý vị, chứ không phải một ngày hai ngày mà làm được đâu. Thành ra quý vị nói sư nói rồi, tôi tập rồi mà sao tôi vẫn stress như thường, thì cái đây là sư phải mất thì giờ thôi, không biết làm sao hơn. Còn vài phút nữa thôi để cho quý vị hỏi câu hỏi, muốn hỏi gì nữa không? Dạ sư, có ai có còn có câu hỏi nữa không ạ? Dạ, không thấy ai giơ tay lên sư. Không ai giơ tay hết trơn. Trời ơi, không ai giơ tay sư tiếp tục làm vậy không? Cái bài pháp này sư đọc cho cái nhóm ở bên ngày Chủ nhật đó, anh chị em nào tới gặp, tới tham dự ngày Chủ nhật có nghe rồi. Đây là cái câu chuyện liên quan tới vấn đề nói không nói. Mình nói với ai nè, nói với mẹ mình. Thưa sư, má con bệnh, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, nhưng bà ta cứ làm lăn xăng hoài, thấy bà làm là con bực. Phải làm thì bệnh, bệnh thì bà khổ thì con phải khổ theo. Nói không được. Thế làm chuyện này chuyện kia, cái vườn ở ngoài cứ để cho mấy đứa nhỏ ra nó tưới mắc mớ gì mà cứ chiều nào cũng xách ống ra tưới, tưới ra rồi cảm lạnh ai kêu ra, rồi nấu ăn rồi mang mới để đó đi, để cho con làm nấu, nấu rồi để đó khô cháy, ú trời ơi, lạc réo lên quá trời của đất, cô nổi sân nó ngoài không được. Tao nấu cùng chút mà tao đứng tao canh, mà đứng canh gì đâu, đứng canh vẫn bắt không biết nhìn chỗ nào cháy hồi nào không hay. Mấy bà già như vậy, quý vị thấy bây giờ tới phiên mình, từ từ mình cũng thấy vậy. Nói hoài không được. Thưa sư, con bực quá, con nổi sân. Khi tâm sân nổi lên, con sẽ thấy thân và tâm bất an và đau khổ. Con hiểu chính tâm sân này là mình khốn khổ, cho nên chấp nhận để yên cho bà làm, không thèm nói nữa. Ok, con làm gì làm, đừng nói nữa, bất công quá. Con thật sự nói không được. Không được là để cho bà làm gì làm. Mình sẽ cố gắng mình nói. Ông nói này, nếu cứ làm thinh không nói chi cả, chưa chắc đã đúng đâu cô ạ. Mà phải tham nhẫn chờ đợi. Chờ đợi lúc có cơ hội thuận tiện, lúc má mình vui vẻ, hoặc lúc má mình gì đây không có bận rộn gì, thì kiếm cách nhắc nhở. Hãy khôn khéo lựa lời, đúng lúc, đúng thời cơ. Còn không thì thay vì nghe lời khuyên của mình, bà sẽ nổi giận thêm, bởi vì bà nghĩ rằng tao là má mày mà sao mày dạy khôn tao. Mẹ thì luôn luôn nói như vậy, mình là má của nó mà, mình là cha là mẹ của nó thì mình dạy nó chứ sao nó dạy mình được. Đấy. Tao biết chứ, tao biết lỗi của tao chứ, tao biết lỗi mà tao vẫn làm như thường. Cái khổ là khổ chỗ đó, đó. Bởi vì sao? Mình quên, quên là con mình nó dạy, nó dặn mình là đừng làm chuyện này chuyện kia, mình quên mất tiêu. Lớn tuổi rồi mà nó vậy, lẩn thận. Ở đây cũng vậy đó, có nhiều vị đó. Bày ra ăn uống thôi, tôi ăn cái này không hết, lấy làm chi cho nhiều mà ăn không hết, thôi yên tâm đi, để mai tôi ăn. Mà hỏi sao cái tô này có ăn, tô nào đó, tô hôm qua đó, hôm qua ăn hết rồi mà. Bưng ra cái tô để trước mặt đây, cái tô đây này chưa hết này, à quên rồi. Bây giờ tới tuổi lớn thì nó phải vậy thôi. Khôn khéo nhớ lời lựa đúng lúc đúng lời thời cơ, không thì thay vì nghe lời khuyên của mình mà nổi giận thêm, vì bà nghĩ rằng bà là mẹ, bà không muốn nhờ, không cần đứa nào mà dạy dỗ bà hết. Thật ra không có một công thức nhất định nào hết cho cái vấn đề này. Đôi khi làm thinh lại tốt, nhưng mà đôi khi lại phải nói. Tất cả tùy theo hoàn cảnh sự cố xảy ra, hãy sử dụng trí tuệ của bạn để mà xử lý vấn đề. Tôi không có cái công thức nào cho quý vị hết trơn. Đôi khi nói cũng đúng mà không nói cũng đúng. Bây giờ nói đúng không đúng sao? Ông nói, ông giải thích thêm này. Nếu có thái độ ai muốn làm gì thì làm, không thèm nói là mình trong bụng mình bực bội ra, đều mình không muốn nói ra thôi. Vì đó là mẹ mình, vì đó là cha mình, vì đó là người thân của mình, vì đó là người lớn tuổi, cho nên mình không muốn nói nữa. Đôi khi mình bực bội, mình làm thinh, mình nói không thèm nói nữa là tại vì sao? Nó quản không được, bực quá, mệt quá rồi, không thèm nói nữa. Đó toàn tâm sân không. Vì vậy không nói ra điều để không đúng, bởi vì sao? Nếu có thái độ ai muốn làm vậy thì làm, không thèm nói là có tâm đối kháng bên trong, nhưng mà miệng nó không mở, tức là trong người tâm sân nó nằm ở trong này. Phản ứng như vậy do trí tuệ chưa đầy đủ, khi nói
khi cần nói phải nhớ giữ tâm cho quân bình, nói với tâm từ tâm bi, vì dầu sao đây là cha là mẹ của mình, luôn luôn biết yêu thương và lo lắng cho bà. Bây giờ đó, bây giờ quý vị mà quyết định nói là quý vị nhắc quý vị này. Bây giờ mình nói, mình nói với tâm từ tâm bi, nói với sự nhẹ nhàng, được không được, không thành vấn đề. Tại vì không nói thì nó cứ đổ hoài, nó mệt quá, thấy không? Bữa nào nó cháy nhà nữa làm sao đây? Thì phải nói chứ. Nhưng mà phải lựa lời, lựa đúng lúc này, rồi phải lựa lời này. Mình nói với cái tâm nhắc nhở mình đó, mình lo lắng cho bà, mình muốn lo lắng cho bà mà mình muốn lo lắng cho mình nữa. Thì nói nhẹ nhàng mà thôi. Khi bạn có thái độ rực rãi, không để ý, không nói năng gì nữa, mình sẽ làm mất cơ hội tốt, đúng thời đúng để khuyên, nhắc nhở ai. Vì bực bội cho nên mình có dịp nói mà mình bỏ lỡ hay quên đi. Ông thực sự ông nói nếu như mình cứ làm thinh hoài đó, thì có những cái lúc mà rất là thuận tiện, nhưng mà mình trong sau mình còn cái đó mình không nói. Thì đó, đây là một cái cơ hội, mình bỏ lỡ một cái cơ hội mà giúp cho mình và giúp cho người khác, chứ không phải là làm thinh mà tốt đâu. Cô này trả lời: dạ thưa sư, con chờ khi bà đau trở lại con mới nhắc bà. Thực sư hỏi: vậy cho khi mà cô nhắc vậy bà có nói gì không? Dạ bà làm thinh. Đấy, đây là nhịp tốt rồi. Bà làm thinh tức là bà không có nói xong mà mày mà con tao mà mày cứ nhắc tao hoài được cái đó, tao không nổi sân lại. Thì ông nói thế này, cơ hội tốt này. Đây là dịp tốt để nhắc đó. Cha mẹ thường không muốn nghe con nói khuyên lần. Tao để mày ra mà mày dạy tao hay sao? Vì vậy có thể nhờ một người thứ ba nói nữa. Đó là một cái cách. Sẽ làm mọi cách với tất cả sự khéo léo, sự nhẹ nhàng để lời khuyên tới tai bà. Như trường hợp mà gì đây, như trường hợp của hành giả là bà mẹ chấp nhận lời khuyên của bác sĩ, bớt làm và chịu nghỉ ngơi dưỡng bệnh đó. Thì cô nói không được thì cô lại cô nhờ bác sĩ nói. Bác sĩ cũng nói thì bà chịu và bớt làm nè. Thì đây là một cái cách mà gọi là mình phải khéo léo trong cái vấn đề mà mình xử lý trong cuộc sống hàng ngày. Phải nói không bỏ cuộc, nhưng nhớ là nó đừng nói với tâm sân, và nhớ chờ dịp mà nói. Cô bị thấy trời ơi, mấy cái này là tôi dữ lắm. Nhớ nhắc ai phải nhắc nghe, đừng có làm thinh, bởi vì đây là người thân của mình. Mà nhắc thì nhắc nhớ, nhắc với tâm từ tâm bi, bởi vì mình nói cái này là mục đích của mình để lo cho người ta, mà mình cũng phải lo cho mình nữa. Đừng nói với tâm sân, khi mình nói với tâm sân người ta không có nghe đâu. Thôi chắc xin chấm dứt đây quý vị. Dạ vâng. À, thưa quan chị, nào có câu hỏi sư sư nữa hay không? Còn thôi mình sẽ kết thúc cái phần mà cô sư ngày hôm nay. Quý vị mà mới tới không biết có muốn hỏi gì không? Quý vị mới mới ngay lần đầu tiên chắc có, chưa có chị hỏi hả? À, mấy anh chị nào mà có thể dùng phim mới quá không biết gì hỏi sư sư. Hỏi cái gì? À, thì thôi không có ép, nhưng mà thôi cứ gì đây, nhờ Eric nếu mà anh chị đó muốn thì đưa cái phần mà thực tập á, để anh chị về tập đi. Tập rồi sau này khi mà có cái vấn đề gì nó phát triển ra thì coi thử, và nếu muốn thì hỏi. Dạ vâng, dạ. Gì đây, mà có một cái người nào xin cái lịch giảng rồi gì này, nhờ anh Eric gì đây, lao dùng sự cái vụ này. Gọi là cái lịch giảng của sư trên Zoom mỗi ngày thứ bảy, thưa anh. Từ 4 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, 5 giờ rưỡi giờ Cali. Còn sư ngay lúc này ở bên Florida. 7 rưỡi 5 rưỡi là ngày thứ 7. Còn ngày Chủ nhật á, là cũng có giảng luôn, mà giảng về kinh... Pháp Cú Kinh. À, nếu mà anh không có cái Zoom á, thì nói cho mình biết, mình sẽ gửi cho anh cái link. Cũng giờ y chang vậy luôn, là cũng là từ 4 giờ rưỡi cho tới 5 rưỡi giờ Cali, để cho dễ nhớ đi. Đó là cái lịch trình. Thế bây giờ hồi hướng công đức với quý vị. Dạ, mời quý vị hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và